Em muốn bạn của em là một ngoan hiền, biết nữ công gia chánh. Em nhìn bạn nam đó em thấy thích là em thích. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về nhau. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường cùng với bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Hoàng Thị Yến Phương, năm nay 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty hóa chất tại quận Tân Bình. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trọng Toàn, năm nay 24 tuổi, quê ở Hà Nội và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc gì? Và em đang công tác tại Bộ Công an ạ. Bởi vì chiến sĩ công an đó. Dạ. À, chiến sĩ công an thì nói chung là rất là tốt. Chuẩn mực ha. Rèn luyện chuẩn mực lắm. Cái vấn đề giờ sơ sơ chút là mình có trải qua cái con đường tình trường như thế nào chưa? Dạ. Trước giờ thì em cũng có 3 mối tình thời sinh viên. Sinh viên thôi. Mà lúc đó thì cũng chưa có suy nghĩ gì nhiều. Cái thời lớn lên nè, cái thời sau sinh viên đó. Dạ. Có mối tình nào sâu đậm không? Dạ không em. Không có hả? Dạ. Mong muốn của mình tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ em muốn bạn của em là một người ngoan hiền, biết nữ công gia chánh. Có mẫu người nào không? Dạ em cũng thích ca sĩ Minh Hằng. Minh Hằng ha. Dạ mình thì mình gì. Dạ, em thích bạn nữ tóc dài, thon gọn, dễ thương, dễ nhìn. Tôi cảm giác bạn diễn tả mà người tình trong mộng của bạn là ngồi bên đây luôn á. Bạn nữ thấy sao? Em không dám chắc nhưng mà em nghĩ là có thể đáp ứng được. Mọi người nhận xét em là ngoan lễ phép. Em thì sống rất là biết quan tâm và chăm sóc mọi người. Và đặc biệt là đối với những người mà mình yêu quý á, thì em rất là thích được chiều lòng mọi người á. Em thích được đi ra ngoài, thích được làm việc. Nhưng mà những cái việc như là nữ công gia chánh, ví dụ như là nấu ăn hay là nội trợ, thì em đều tự tin là mình làm khá là tốt. Quá xuất sắc. Tiêu chí của mình để tìm bạn trai như thế nào? Thực sự mà nói, ngoại hình với em thì không có quan trọng lắm. Ví dụ như em nhìn bạn nam đó em thấy thích là em thích, còn thấy không thích là không thích. Không đúng mà, cái này cũng hay mà. Mình không có đặt ra một cái tiêu chuẩn nào quá cứng nhắc về người bạn đời của mình cả. À, có cái chuẩn gì dễ để mình cân đo đong đếm, còn nói chung chung thì nó khó vô cùng luôn. Người ta nói là yêu nhau củ ấu cũng tròn mà ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Em nghĩ là khi mà đã yêu nhau rồi thì những cái gì xấu nó cũng trở nên đẹp hết. Okay. Và rất là nhiều bạn nữ lên đây yêu không hiểu tại sao mà các bạn ấy đều đa số là không thích bạn nam mà đầu hói hay là bụng bự. Nhưng mà đối với em thì em lại thấy hai điều đó rất là dễ thương. Ủa, cảm ơn em. Ủa, bỏ thói bụng bự hả? Hả? Cái vụ này tôi thích đó nè. Từ xưa giờ mới thấy là đầu hói bụng bự dễ thương nè. Trời, cảm ơn em nhiều, người ta hói thương. Thương em lắm luôn á. Hồi xưa giờ cô nào cũng biết đầu hói bụng bự chứ nhé. Trời, gái nhà ai dễ thương quá vậy ta. Em được quá luôn ta. Trời ơi, cái tiêu chuẩn này là nhiều người đàn ông thích lắm. Khó dễ thương mà, đúng không? Em nghĩ là nếu mà yêu rồi chắc là không có tóc thì cũng dễ thương đó anh. Đúng rồi. Cái thiệt cả ban đầu là dành hết 100% cho gái đó. Mà gái dễ thương lắm. Trời ơi, chưa thấy ai mà dễ thương bằng như mình kia. Bằng kia đẹp, bằng dễ thương mà trời ơi, thấy ghét chứ sao luôn. Đó là những, đó là ngoại hình thôi. Dạ, về tính cách thì em trước tiên là bạn nam đấy, khi mà đi ra ngoài xã hội cũng như là ở trong gia đình thì hãy thể hiện mình là một người lịch sự và có văn hóa, sống và tuân thủ theo pháp luật. Trời, và đúng luôn. Hãy tôn trọng phụ nữ, bất kỳ phụ nữ nào, độ tuổi nào đi nữa thì nếu mình không thích họ thì cũng hãy tôn trọng họ. Và khi ở trong gia đình thì em hy vọng anh ấy sẽ là một người thoáng tính, biết yêu chiều vợ con và biết đối nhân xử thế. Hay quá. Nhà gái bên đây quá chuẩn luôn. Quá trời hay luôn rồi. Hy vọng bạn trai quá, tôi gặp mặt luôn cho rồi, lấy ra luôn cho rồi. Trời ơi, được quá ha. Được, đàn trai cũng ngon lắm mà. Nãy giờ tôi hình dung qua đây là tôi người tưởng tượng ra là không phải. Dễ thương. Anh công an ha. Chuẩn mực nha. Phải yêu chiều vợ con, miễn là phụ nữ là mình phải tôn trọng. Dạ. Không tôn trọng nam giới ha. Ưu tiên phụ nữ. Bất kỳ ai cũng tôn trọng hết. À, mình cũng phải có tính xấu gì chứ đúng không? Em ngủ còn lâu lâu cũng ngáy. Nhưng mà cũng ít rồi chị. Cô này cũng trời ơi, còn đã cổ thương rồi, cái gì cũng được hết trơn á. Đã chuẩn bị mọi thứ để lo cho cái hôn nhân chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Không biết nhà trai sao chứ tôi là gã rồi đó. Được. Bây giờ thôi mình hỏi ý kiến người thân trước đi. Bạn trai này có đi với ai không? Dạ em đi với em trai em ạ. Rồi em ruột.
Cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em coi chị dâu tương lai của mình như thế nào? Chị có khuôn mặt rất là khả ái, thân hình rất là cân đối, có thể nói là chị đáp ứng hết những cái yêu cầu của anh em đặt ra. Và còn về anh của em ấy thì nấu ăn hay là những cái việc nhà hay gì đó là anh em đều có thể làm được hết. Hay đấy em, có người yêu chưa? Chắc chưa? Chắc rồi quá. Dạ, đã từng. Thấy chưa? Đã từng à. Anh xong với em nha. Lên nó ngồi cho chú cho anh Miền Linh, anh làm mai cho nha. Bạn gái mình dạ, có đi với ai? Hôm nay em có đi với mẹ của em, cháu và những người bạn thân ạ. Rồi, mẹ và cháu. Chào cô. Cô xin chào Quyền Linh, chào Cát Tường, chào con trai đang tham gia dạ, chương trình. Bác ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Cô rất là hâm mộ cái chương trình này. Tập nào mà phát sóng lên là cô đều coi cả. Chính vì cô yêu thích cái chương trình này cho nên cô đã đăng ký cho con gái mình tham gia cái chương trình ngày hôm nay. Dạ. Cho cô được nói về em Yến Phương một chút. Yến Phương nhà cô thì là con út trong gia đình, cho nên gia đình cô rất là thương yêu và chiều chuộng vô cùng luôn ấy. Yeah. Nhất là cô hay gọi là nón ngọc của cô đấy. Yeah. Thực ra mà nói thì em còn nhỏ tuổi nhưng mà em sống rất là có ý thức, biết lo toan trong gia đình và biết lo lắng làm ăn, không có đua đòi, không có chơi bời hết. Nhìn con thì nói chung là cô cũng có cảm tình. Nhưng mà còn cái điều quan trọng nhất là hai đứa con cảm nhận về nhau như thế nào. Cô cũng có hai con rể rồi. Chỉ mong sao mà mình tìm được một người chàng rể mà được như hai con rể lớn của cô. Biết lo cho gia đình, rồi biết thương yêu vợ con, không cờ bạc, có hiếu với cha mẹ. Lần đầu tiên thì con xin chào bác. Nếu như mà con và em được tìm hiểu và tiến xa hơn thì con hứa với bác là sẽ cố gắng là chăm lo cho em và yêu thương em. Thôi như vậy là ổn rồi. Bây giờ mình cho hai trẻ gặp mặt đi. Kéo qua. Bắt đầu. Chào em. Mời ngoài tặng em. Đầu tiên là anh muốn hỏi em là em cảm nhận anh như thế nào? Em thấy anh khá là chững chạc so với tuổi của mình. Em chỉ có một vài câu hỏi nhỏ muốn hỏi anh thôi. Là sau này trong cuộc sống gia đình, anh sẽ là một người đàn ông như thế nào? Đối với anh thì gia đình luôn là một cái nền tảng, là một cái điều gì đó mà không thể mà từ bỏ được. Cho dù ra ngoài đường anh có làm bất cứ việc gì thì điều đầu tiên anh luôn nghĩ về gia đình. Câu hỏi thứ hai là trong tương lai gần á, anh có vạch ra một kế hoạch gì cho công việc cũng như là cho cuộc sống của mình không? Sắp tới là anh sẽ đi học và sẽ có thể là phát triển hơn nữa. Có nghĩa là anh muốn tiến xa hơn trong công việc đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Lúc nãy trước khi mà kéo rèm lên thì anh có tưởng tượng ra cô gái bên này là người như thế nào không? Theo như quý vị khán giả và anh Quyền Linh nói thì anh nghĩ là em rất dễ thương nhưng mà không phải vậy. Sau khi mà kéo rèm lên thì anh em rất là dễ thương. Làm giật mình không? Anh nếu như mà mình có cơ hội quen nhau thì anh sẽ dành thời gian cho em như thế nào? Anh tại vì công việc của anh là nhiều khi là đột xuất và nhiều khi là cũng rất là rảnh. Và nhiều khi là anh đang đi chơi với em mà có lệnh gọi về thì anh cũng không thể bỏ được. Em cũng thông cảm cho anh. Công việc của anh thì như thế. Còn công việc của em thì cũng phải gặp và giao tiếp với rất là nhiều người. Thậm chí là sau giờ hành chính em vẫn phải đi gặp khách hàng, nói chuyện với khách hàng. Không biết là anh có thông cảm với vấn đề đấy được không? Nói chung là em sắp xếp quản lý tốt thời gian đó. Mà có thời gian chăm sóc cho gia đình là anh đồng ý. Thì nếu như mà mình cho nhau cơ hội thì chưa chắc. Không có nói cơ hội nào. Vấn đề như vậy mình thuyết phục làm sao ta cho mình cơ hội chứ. Giờ em cho anh cơ hội đi nữa về anh chứng minh. Quan trọng nhất là cái nhìn đầu tiên đúng không em? Đó. Nói sao đi. Từ lần đầu tiên mà gặp mặt anh là rất là có cảm tình với em. Anh rất là thích em. Anh hy vọng là em cho anh một cơ hội để mình có thể tìm hiểu và tiến xa hơn. Xin xỏ quà. Thật là gì không biết nha.
để xem cô gái có rung động hay không. Nhiều khi hai người nói chuyện rất là hợp với nhau, nhưng sau khi suy nghĩ nút lại không bấm, quý vị. Bởi vì đây là một chuyện hết sức là hệ trọng. Tôi nói để chi? Để các bạn suy nghĩ cho nó kỹ, nhắm mắt lại để xem động trong tim mình những điều gì vừa xảy ra. Bấm nút là mình hẹn hò với nhau để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để làm bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Các bạn biết không, mỗi lần các bạn chuẩn bị bấm nút đó, chúng tôi cũng hồi hộp lắm. Nào, nắm tay nhau. Thôi bạn gái, để lần đầu gặp gỡ, đó là quy định của chúng tôi. Có quy định đó em. Bấm nút là hôn nhau. Nào, xin phép bác cho con được hôn em. Rất nguyên tắc, có xin đàng hoàng bác. Dạ, bác đồng ý. Rất dễ thương đúng không quý vị? Mọi chúc người hai bạn cái nụ hôn kỷ niệm nhé. Chúc mừng các bạn, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn để có thời gian xem phim, tìm hiểu kỹ hơn. Và một chiếc thẻ thanh toán quốc tế ECB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng vừa xem phim, sau đó mua xong. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan, gửi tặng hai bạn. Cảm ơn hai. Rồi, nắm tay bạn gái đi. Nắm chặt vào. Nắm thật chặt thì đừng buông ra nhé. Chắc là hôm nay có duyên để gặp anh ạ. Tính hai đứa thì nó người nghĩ này người nghĩ kia, nó không có hợp. Anh nghe cái tí tí là anh thành anh phái rồi. Cặp đôi đầu tiên đã thành công thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả mà. Mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh. Mời chào bạn nữ. Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Chào bạn. Rồi bây giờ anh có thể giới thiệu về mình cho cô gái bên kia nghe. Em tên Trung, sống và lớn lên ở Hồ Chí Minh, nghề nghiệp tài xế, năm nay 41 tuổi. Rồi mời chị giới thiệu. Quê quán thì Bắc Giang, sinh ra thì ở Tây Ninh, sống và lớn lên ở Long Thành, Đồng Nai. Hiện giờ mình đang làm công việc gì? Giờ bán bánh mì hamburger được 3 năm. Ủa nãy anh nói hiện giờ anh đang lái xe, nhưng mà nhà anh ở đâu anh? Anh ở quận 8 em. Quận 8, chị bao nhiêu tuổi ạ? Mình năm nay là 44 tuổi ạ. 44? Anh 41. 41 tuổi gì ta? Tuổi Thìn. Tuổi Thìn. 44 tuổi gì ta? Tuổi Tý ạ. Tuổi Tý hả? Tý Thìn hợp lắm ạ. Tý Thìn, Thìn tam hợp. Tam hợp. Hay rồi. Vậy là mình đã có trải qua mối tình nào chưa chị? Nói chung là cũng đổ vỡ trong hôn nhân. Dạ. Có một cháu trai 15 tuổi. Vậy lúc mà con chị lớn bao lâu thì mình đổ vỡ chị? Lúc con mới có 2 tháng là đã chia tay rồi. Vậy là 15 năm rồi. Sao 15 hả? Năm rồi? Dạ, đúng rồi ạ. Chị đóng cửa cứ ngắt luôn vậy đó hả? Rồi để anh mở cửa cho em. Thôi. Ủa vậy anh trai bên kia mình đã có mối tình nào chưa anh? Anh trải được 3 mối tình em. Dạ. Mối tình thứ nhất thì giống như là tuổi trẻ bồng bột. Dạ. Trời bồng bột quá. Khó bồng bột lắm. 20 năm trước anh Linh. Em nói 20 năm trước á. Mối tình thứ hai thì nó cũng được trải được 10 năm. 10 năm nữa hả? Không lấy nhau sao dễ trục trặc anh? Thì nguyên nhân thì coi tánh hai đứa thì nó người nghĩ này người nghĩ kia, nó không có hợp. Còn mối tình thứ ba nữa là hoàn cảnh. Hoàn cảnh sao anh? Thì hoàn cảnh người ta giống như là cô ấy kêu cưới thì cũng hoàn cảnh cũng không đến đáp ứng nổi nhu cầu á. Nhưng túm lại là giờ mình vẫn độc thân đúng không anh? Độc thân như tính luôn. Chị bên đây lớn tuổi hơn mình, anh có ngại không? Không em ơi, anh nghe cái tí tí là anh thình anh phái à. Vậy hả? Bản thân chị có ngại chồng tương lai mình bây giờ là nhỏ hơn mình thì nói chung nhỏ hơn một vài tuổi thì không sao, nhưng mà anh thì giờ hiện giờ vẫn độc thân, mình đã đổ vỡ trong hôn nhân, không biết anh có ngại điều này không à? Không sao em ơi, anh già hơn em nhiều. Không biết ông này sao mà nãy giờ nói chuyện tôi nghe tôi ấn tượng ghê nha, mà có vẻ hơi gì nó sốc tôi nha. Anh tự tin lắm, nói chung là anh cũng là một người va chạm cuộc sống rất là nhiều đúng không anh? Đúng rồi Linh. Bây giờ hoàn cảnh của chị là cũng 15 năm nay mình cũng chiếc bóng rồi ha. Bây giờ khi mà mình mở lòng ra thì chắc chắn mình cũng phải đặt ra những cái tiêu chí
cho nó chắc chắn như thế nào đó thì mình mới tiến tới, đúng không chị? Dạ đúng rồi. Yêu cầu bạn trai thì cũng không có gì cao hết, chỉ là sống trách nhiệm, rồi biết quan tâm đến gia đình, chia sẻ vợ con, vậy là được rồi. Cao thì 1m65 trở lên. Anh 1m73 lận em, nặng 80kg. Dữ gì? Được không chị? Dư chút. Dư rồi, được rồi. Được không chị? Dạ, được. Đỡ phải nuôi hả chị? Đỡ cực. À, về tính tình thì như thế nào? Tính tình hả? Nó vui vẻ đi, hòa đồng, đừng có nóng tính, với lại đừng có nhậu nhiều quá. Ồ, có nhậu mà anh? Từng nhậu một lần, nóng tính là thỉnh thoảng. Đừng có gia trưởng nữa. Không, gia trưởng không có. Anh trai đặt ra cái mẫu chuẩn của anh là như thế nào không? Thì mẫu người vui vẻ giống như Phi Phụng diễn viên. Thì đẹp như các tường là được rồi. Chị, nhưng mà 15 năm nay mình không có yêu ai hết rồi, sao hôm nay là động lực nào mình đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? À, là con trai đăng ký chương trình. Trời ơi, con trai đi tìm chồng cho mẹ luôn hả? Trời ơi, hay quá vậy ta. Để em qua em coi mặt ảnh. Chào em. Dạ, chào anh. Nhìn mặt anh có gia trưởng không? Ngó kỹ nha, mặt vàng lắm á. Cái bụng anh bự quá, anh ngồi thẳng thẳng. Thì đó, tới 80kg là nó vậy đó. Ngồi có chỗ một, ngồi hoài từ sáng tới chiều vậy đó. Có tập thể dục không? Không, bởi vì nó mới vậy nè. Vậy hả? Mình có chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân cho anh? Thì mình chuẩn bị tinh thần rồi đó. Tinh thần nói làm gì? Ý anh hỏi là giờ mình bốn mấy tuổi rồi đâu? Đó. Ở đâu cũng được hết. Rồi. Ở đâu cũng được là sao? Thì mướn nhà cũng được, ở nhà anh cũng được, ở nhà bên vợ cũng được. Ở nhà anh là ở đâu? Đã nói quận 8 rồi mà. À, với ai anh đang ở ba mẹ. Với ai nữa? Với hai em gái. Gái lấy chồng chưa? Có chồng hết rồi. Ở chung trong nhà luôn? Ở chung luôn. Nhà bự lắm hả? Bự lắm. Năm này vui nha. Ngang năm dài 16. Rồi cũng bự ha. Rồi thí dụ giờ về ở chung rồi, còn con trai của vợ thì ở đâu? Phải hỏi người đó chứ sao. Không, anh là trụ cột trong gia đình. Thì trụ cột thì mẹ ở đâu thì đó, thì bất cứ mình thương vợ thì phải thương con luôn. Này anh nói nha. Nơi đó thì nói thật mà. Chắc chắn nha. Ông ta nói một lời là giữ lời hả? Đúng anh. Anh có tật xấu gì không? Có. Tật gì anh? Nóng tánh. Rồi. Hay quên. Hay quên. Ngủ ngái. Ngủ ngái hả? Ủa, cái bụng này chắc ngái dữ lắm. Trời, ngái là bao kê luôn. Trời ơi. Chứ tập thể dục đi, có tuổi rồi tập cho nó để thì cũng định tập tim mạch đồ này kia đủ thứ hết. Cơ bản thì cũng được, không ảnh già hơn chị nữa đó, đi đừng lo. Dạ. Già lắm. Thời gian dày xéo bên. Ê, trên mặt dữ lắm rồi. Coi đàn gái thế nào nha thầy ha. Dạ, chào anh Nguyên Linh. Ủa giờ chị là chị ở với ai? À, cũng ở chung với mẹ với con trai. À, con trai. Nếu mà bắt rễ luôn cũng được không? Bắt rễ thì cũng được. Cũng được. Rồi, làm dâu được không? Làm dâu thì cũng được. Cũng được. Thôi, bên đây gì cũng dễ hay là cũng dễ lắm. Hôm nay anh có đi với người thân không anh? Anh có đi với hai đứa em gái với lại đứa bạn. Lần đầu tiên xin chào anh Hoàng Linh, chị Cát Tường. Rồi, chào bạn. Dạ, chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Rồi, bạn có thể nói một xíu là anh mình sao tới giờ này mà chưa có lập gia đình nữa? Anh hai cũng bị khó tánh. Ồ. Dạ. Khó là khó sao em? Em út làm sai, anh mới la thôi. Anh gì đúng nhà, có gì vẻ không? Dạ, vui ạ. À. Bạn thấy chị bên này như thế nào? Em cũng thấy được. Cũng chững chạc. Còn giờ đối với anh hai em thì em không biết. Để cho anh chị tìm hiểu với nhau. Nói chung là mình cũng đồng ý tán thành ủng hộ cho anh chị ha. Rồi dạ, chị hôm nay chị có đi với ai không? Đi với mẹ với con trai với bạn. Có con trai đi theo luôn ha. Dạ. Dạ chào bác. Trước tiên tôi xin chào hai cháu Cát Tường và Huyền Linh. Dạ, chào bà. Ngày hôm nay cũng như là hai cháu ông Mai bà Mối đã tạo điều kiện cho con gái tôi là Hồng Trang chút nữa để được gặp gỡ cậu gì tôi không có nghe. Dạ, con lên chung, con chào bác. Và tôi mong rằng sau lần gặp gỡ hai người cũng tạo cơ hội cho nhau để có những buổi hẹn hò đầy lãng mạn và thú vị. Trời ơi, hay quá, hay luôn. Và tôi cũng mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai người trong tương lai. Dạ, con cảm ơn. Mà Hồng Trang, mẹ thấy cái cậu Trung bên đây thì cũng hoạt bát vui vẻ, ngoại hình thì cũng được. Thật thì hai người cũng nên tạo cho nhau một đầu tiên là một buổi xem phim thật lãng mạn và vui vẻ.
rồi sau đó chuyện gì sẽ đến, nó sẽ đến. Dạ. À, rồi con trai. Con trai dễ thương quá, đăng ký cho mẹ tham gia chương trình luôn ha. Dạ. Rồi con nhận xét như thế nào? Con thì con không dám đánh giá gì về chú, con chỉ mong là nếu chú và mẹ con tiến tới được với nhau thì nửa đoạn đường còn lại của mẹ con mong là sẽ được vui vẻ và hạnh phúc. Con thưa bác, thì nãy giờ bác nói chuyện con rất là thích, rất là vui. Thì con mong là trân trọng những gì bác nói là sẽ thành hiện thực. Con cảm ơn bác. Rồi nói chuyện với con trai nữa. Nãy giờ chú nghe con nói, thì con cứ nhận xét cho mẹ nghe. Thì cách con nhìn bề ngoài sao thì con cứ nói cho mẹ biết. Cứ nói không sao hết. Mẹ chú bên đây cũng nhìn thấy cũng vui vẻ, okay. Dễ thương. Cái vui là chú vui rồi đó. Chú lúc nào cũng vui hết đó. Dạ. Chú có chắc là sau này chú sẽ thương và quan tâm cho mẹ con và con? Tại lúc đầu chú vô chú nói rồi, nếu chú thương mẹ con sẽ thương con. Dạ. Chú nói ngắn gọn đơn giản vậy thôi. Dạ vậy thì con cảm ơn chú. Hay quá, xúc động quá. À, mình nghe mình rất là cảm động vì lời nói của bác gái dưới ha. Thôi yeah. Nếu mà nhìn mà mình thấy tâm đầu ý hợp đó, yeah. Thì chăm sóc lẫn nhau cái quãng đường còn lại anh nhé. Cảm ơn Linh. Rồi kéo màn lên đi. Kéo màn lên. Rồi kéo bức màn lên, em thấy anh nhìn anh sao? Dạ thì cũng như tưởng tượng của em ạ. Anh nhận xét cho em thế nào ạ? Thì em khuôn mặt nhìn có hậu. Thì có bé Bi cũng 15 tuổi rồi. Lời. Lời. Đúng không Tùng? Lời. Lời, lời, lời. Lời đó, vô thấy chưa mắt thấy lời nữa, thấy không? Thì thấy em cười tươi, tuổi thì cũng hợp nữa. Thấy cũng có lý. Trời, con Ly. Đó lên. Mẹ vợ tương lai cũng tôi tí nữa. Trời, về quá hợp luôn. Dạ. Bây giờ anh nói chuyện với chị á, anh thấy cái trái tim mình nó có rung động gì không? Tôi cũng hơi hơi. Có rồi đúng không? Dạ, có rồi. Chị. Dạ, cũng thấy đập mạnh. Đập mạnh luôn, đập mạnh em rồi đó. Thì em phái rồi. Những cái gì anh hứa là anh phải thực hiện được. Anh nói dạ. Trước hàng triệu người đấy. Đúng. Nha. Này em nói thì cái gì đó có cái duyên là đúng em phải nắm bắt. Anh bắt tay tôi cái nữa rồi. Tuyệt vời. Thưa thầy, để tay nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha anh chị. À, dưới là có mẹ, có con trai, có gia đình, có em gái của mình. Tất cả mọi người đang chứng kiến giây phút này rất là thiêng liêng và rất là quan trọng. Một, hai, ba. Hết thời gian. Bây giờ anh nắm tay chị đi. Nắm tay nào. Đây là chiếc vé xem phim. Anh chị có thể đi xem ngay bây giờ ở hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng để có thời gian lãng mạn bên nhau ha. Đây là chiếc thẻ thanh toán quốc tế DCB đến từ Nhật Bản 1.000.000 đồng. Anh chị có thể mua sắm trong những ngày đầu tiên nào. Dạ, cảm ơn Linh. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn Cát Tường. Đây là quà tặng cho anh chị, nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Đây là bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Dạ. Cố gắng nha anh chị. Nhất là chị cố gắng lên nha. Đây là cơ hội để mình có được hạnh phúc nha chị. Hai anh chị nắm tay chặt vào. Mối tình đầu tiên đơn phương của em kéo dài khoảng 8 năm. Tụi em mất liên lạc rất là nhiều năm nhưng mà em vẫn cảm thấy là em thương bạn đó nhiều. Cho tới khi một ngày em mới biết được là bạn đó đã có vợ rồi thì em lúc đó em không thương được. Tường đã vào vị trí của mình rồi và bạn trai của chúng ta đang ngồi chờ đợi cũng khá lâu và rất là hồi hộp rồi quý vị. Bây giờ Tường xin phép sẽ ra ngoài mời bạn gái của chương trình ngày hôm nay vào bên đây nha. Rồi mời em qua bên đây em ơi. Đây là ghế ha, bước lên phút chút xíu rồi vào. Rồi mời hai bạn có thể tháo mặt nạ ra để chị mở cho. Dạ rồi, cảm ơn chị. Chào chị Cát Tường và bạn nữ phía đối diện.
thì em là Đỗ Thành Tài, năm nay 27 tuổi. Hiện em đang là kỹ sư phần mềm của công ty Tân Cảng Sài Gòn. Thì sở thích của em là thường đi phượt, là lái mô tô, bảo dưỡng xe máy hoặc là bắn cung. Đi phượt nhiều vậy rồi thời gian đi làm thì sao, mình có bị cái thời gian đi làm mình thoải mái không hay là thường thì em sẽ đi vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Quê mình ở đâu Tài? Quê em ở Tiền Giang. Giờ hiện tại mình đang sống ở đâu? Hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn em? Dạ chào chị Cát Tường và chào bạn kế bên. Em tên là Tố Như, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Sóc Trăng và hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì Như? Dạ, em đang làm ở trong một công ty du lịch Triều Hảo ở quận 1 ạ. Mình làm đó lâu chưa rồi, hiện tại mình đang ở đâu, ở với ai? Dạ, em làm ở đó cũng được 2 năm ngoài rồi chị. Hiện tại thì em đang ở quận Bình Tân với lại chị gái và anh rể. Điểm mạnh, điểm yếu của em trong công việc là gì? Điểm mạnh của em là có tâm với cái nghề của mình. Còn điểm yếu là em hơi hiền, hơi nhát. Tật xấu thì em chưa có nhìn ra. Chưa có nhìn ra. Tật xấu của mình ít nhìn ra lắm ha. Dạ đúng rồi. Nhìn ra cho mình. Thế còn em? Điểm mạnh em thì là chân thành, thẳng thắn và có gì thì em thường hay nói thẳng, em không có thích giấu giếm. Thì em làm rất là chăm chỉ và không có nhậu nhẹt chơi bời, em cũng không hút thuốc. Thì điểm yếu có lẽ là em hơi nhút nhát với lại em hơi gọi là không có năng động lắm. Em hơi thụ động. Gì vậy, dân đi phượt mà sao không có năng động lắm là sao? Em thích đi phượt chứ thực tế nói chuyện thì em nói chuyện công việc thì em nói rất tốt, nhưng mà khi mà trao đổi những vấn đề khác thì em hơi bị khó. Vậy thì tình trường của mình như thế nào, mình trải qua mấy mối tình rồi? Tại em làm cho cái ngành lập trình là làm phần mềm á, rất là ít nữ cho nên em cũng rất ít được tiếp xúc, cho nên tình trường hầu như là không có. Hai mấy tuổi chưa có mối tình nào hết luôn. Ủa lý do tại sao vậy em? Từ khi đi học là em trường của em là rất ít nữ luôn, gần 300-400 học sinh nhưng chỉ có 4 sinh viên nữ thôi. Trời ơi, trường gì quan nghiệt vậy? Mỗi lần mà có học sinh nữ đi ngang lớp hoặc là ai mà nữ đi ngang lớp thôi là mọi người trong lớp đều rất là phấn khích, ồ lên, rất là bốn, gần 400 mà có 4 người nữ à? Dạ, rất là ít à. Rồi sao giờ đi học còn không đi chơi, rồi trong quá trình đi phượt đi đồ cũng không quen được ai hả? Dạ, không à. Thì cũng chỉ có nhóm mô tô bọn em đi, là những người nam đi thôi. Mình phải tìm tới những cái nơi nào mà đông bạn nữ ra công cộng, đặt chiếu phim, quán cà phê, quán ăn đồ đó. Mình phải đĩa có ai mình tiếp cận. Vậy là em cũng nhút nhát quá đúng không? Dạ. Thí dụ giờ em đi trong quán cà phê, muốn cà phê đi, rồi em thấy bên kia có một cái bàn, có một nhóm các cô gái ngồi cà phê với nhau đó, mà em nhìn qua em thấy có một cái cô mà trúng cái đối tượng của mình, thì em nghĩ em có dám qua để làm quen không? Chắc chắn không. Chắc chắn không, bởi vậy là ế đúng rồi. Thôi được rồi, hôm nay hy vọng chị Tường giải ế cho em nha. Dạ. Rồi thế còn em, tình trường mình sao? Tình trường của em thì em chỉ trải qua một mối tình chính thức là lúc đại học thôi. Cũng có những cái mối tình mà em đơn phương người ta cũng có. Đơn phương là đơn phương sao? Là em thương người ta nhưng mà người ta không thương em. Em có bày tỏ cho người ta nghe không? Dạ không chị. Tại sao không bày tỏ, sao người ta biết? Người ta có biết em để ý người ta không? Em nghĩ là nếu như mà người đó tinh tế thì người đó sẽ cảm nhận được. Nhưng mà đa số là những người đó sẽ không bao giờ tinh tế. Dạ. Yêu phải nói cho người ta biết chứ. Dạ. Một cái mối tình đơn phương vậy thì nó kéo dài trong em là khoảng bao lâu? Mối tình đầu tiên đơn phương của em kéo dài khoảng 8 năm. Cái gì? Yêu đơn phương một người mà kéo dài 8 năm? Từ nhỏ, từ năm lớp 5 lận chị. Rồi em ký 8 năm trời. Rồi 8 năm trời trong mắt em chỉ có mình anh đó thôi mà anh không biết. Dạ. Tụi em mất liên lạc rất là nhiều năm nhưng mà em vẫn cảm thấy là em thương bạn đó nhiều. Cho tới khi một ngày em mới biết được là bạn đó đã có vợ rồi, thì em lúc đó em không thương được. Trời đất. Nếu mà bạn đó mà chưa có vợ thì em vẫn tiếp tục nữa hả? Dạ, em nghĩ là vậy. Ồ dạ luôn, em là nghĩ là vậy đó hả? Thôi thua. Rồi bây giờ tại sao mình ế? Gần đây nè. Tại vì em cũng chung là chưa tìm được cái người mà em cảm thấy tin tưởng. Người như thế nào thì em mới tin tưởng? Có cái nét hiền, ít nói thôi, lại là hiểu được cái em muốn cái gì. Cao hơn em một tí, khoảng từ 1m65 trở lên. Được. Có nụ cười đẹp. Cười cái coi cưng. Đẹp, được. Dạ, với lại không hút thuốc. Anh đây là không hút thuốc, không ăn nhậu gì hết trơn, chỉ có đi phượt thôi. Không ăn nhậu luôn hả chị? Không ăn nhậu luôn. Em nghĩ là nên biết uống bia một tí. Anh nên biết uống bia một tí. Em uống khá là dở.
Chỉ hai lon là xỉu à? Hai lon là cũng biết uống rồi. Dạ, vậy là có biết uống. Một lon cũng được ha, vui vui phải không? Ý là muốn có xã giao người ta mời cũng có thể là làm được miếng chứ gì. Dạ đúng. Rồi, vậy là được rồi đó. Gia đình có hối thúc gì chưa hay là... Dạ có. Có, thường dưới quê mà giờ là hối thúc dữ lắm. Ba mẹ thì nói em là phải để dành đủ tiền thì mới cho em lấy chồng. Ủa mắc mớ gì em phải để dành đủ tiền mới lấy chồng? Tại vì cái phần đó là phần em phải tự lo cho cuộc sống của mình. Cho nên là ba mẹ nói là em phải để dành đủ một cái số vốn thì ba mẹ mới cho lấy chồng. Số vốn là bao nhiêu? Dạ một cây vàng. Dạ một cây vàng. Là ý ba mẹ em nói khi nào mà em có một cây vàng thì mới cho em lấy chồng. Dạ đúng ạ. Một cây vàng nó để dành cho em. Dạ. Ủa sao kỳ với ba mẹ ngộ vậy ta? Hiện tại thì em đã để dành được khoảng 7 chỉ. Ồ, chúc mừng em đã để dành được 7 chỉ rồi, tiếp sức cho cô ấy 3 chỉ nữa đi em. Dạ. Cũng hay. Nhiều hơn thì càng tốt đúng không? Nhưng ít nhất phải có một cây để lận lưng. Giống như để về nhà chồng người ta không khinh mình đó phải không? Ý ba mẹ là vậy phải không? Dạ đúng rồi chị. Hay, cũng là một ý kiến rất đặc biệt. Còn em, ba mẹ có dặn gì không? Em thì nam cho nên cũng không hối thúc nhiều, nhưng mà cũng muốn kiếm mình một người có thể yêu thương. Mà cái mẫu người của em là muốn tìm là người như thế nào? Lấy gia đình làm trọng, quan tâm đến gia đình. Không ăn chơi, không có nhậu nhẹt hay là dạng là đi mấy quán bar vũ trường gì em không thích lắm. Thì chỉ là đi chơi bình thường là ok, xem phim, đi nhậu với công ty ok. Em có đi quán bar vũ trường gì không? Dạ không chị. Chị nghĩ là không đó. Ủa em đang ở với ai? Ở với ba mẹ nhưng mà thực tế trong nhà thì kinh tế em vẫn tự lo thôi. Sau này ví dụ lấy vợ về là làm dâu ở chung với ba mẹ hay là hai chồng sẽ ở riêng? Theo em muốn thì vẫn ở chung với cha mẹ, nhưng mà thực tế là gia đình thì vợ chồng vẫn sẽ tách riêng ra, chỉ là trong nhà, chung nhà thôi chứ không có gì dính. Rồi nhà cửa đất đai là có cái cơ sở gì chưa hay là mình phải phụ thuộc ba mẹ? Hiện tại thì em cũng đã có một phần đất rồi. Đất đai cũng đã có rồi. Có rồi, có đất đai rồi luôn. Ồ, vậy là quá tốt rồi, kinh tế vẫn ổn định rồi. Em có đem hình ảnh gì không cho chị Mừng coi dạ, đấy? Dạ, có. Rồi, cho chị Mừng hình của em. Để cho em gửi. Trời ơi, nhiều vậy. Rồi, cho lựa. Một tấm hình đi phượt và một tấm hình có bạn bè của anh trong đó. Hai tấm thôi, lựa đủ rồi. Hãy xem đi. Coi thử coi có người tình trong mộng của mình đã chổng không? Có mẫu người lý tưởng của mình đã chổng không? Cho ảnh một cái gợi ý về em để cho anh dễ tìm đi em. Một cái gợi ý gì đó, một cái đặc điểm gì của em. Em cao 1m64. Rồi, còn em có gợi ý gì cho cổ không? Em cao 1m72. 1m72. Trời ơi trời, ngồi không à? Ngồi không à? Không biết sao kìa. Hơi tròn. Hơi tròn. Rồi, 1m72 hơi tròn. Có chưa? Chắc là giữa. Đâu? Chắc là giữa. Ồ, tại sao chọn cô giữa? Nghĩ 1m64 thì hơi thấp nên chọn. 1m64 là cao chứ 1m64 mà thấp gì chị Tường, chưa được 1m6 nữa nè. Cầm đi, rồi, ok, em chọn được chưa em? Dạ, em nghĩ là bạn nam áo đen. Rồi, cầm đi, cầm hình đi. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra nha, để cho các bạn xem thử cái sự lựa chọn, cái cảm xúc đầu tiên của mình, coi cái linh cảm mình có đúng hay không nha. Mở cửa trái tim. Nhìn đi, kiểm tra đi nào. Wow, sao em đúng không? Hình như là đúng chị. Em hay quá ha, anh đứng tuốt đằng sau mà em nhận ra, còn em? Không à. Nghĩ sao 1m64 mà chỉ cái cô lùn nhất trong hình thiệt luôn á. Nhìn anh trong hình cũng khác ở ngoài quá. Hiện tại là tròn hơn lúc trước. Đúng rồi, nhưng mà em đoán đại thôi. Hơn là đúng. Nếu như mà hai bạn hẹn hò với nhau thì đầu tiên mình sẽ hẹn hò ở đâu? Hò thế nào? Em có làm thứ bảy không? Dạ thứ bảy em là buổi sáng. Là buổi sáng à? Vậy thì chắc là buổi chiều được. Nhưng mà hơi xa anh. Em làm ở đâu? Em ở Bình Tân. Bình Tân à? Từ nhà ra. Nếu hẹn thì có thể hẹn buổi chiều thứ bảy thì em làm về ra hẹn cũng được. Có gì đâu xa. Ta cách nhau mấy tỉnh, mấy sông, mấy núi còn chưa cái gì để trong thành phố Hồ Chí Minh không mà xa cái gì. Tự tin lên. Dạ. Tự tin lên nha. Rồi hôm nay đem này theo chi đây? Cái này là quà tặng. Thì sao? Chuyện nào tặng? Chắc là sẽ tặng nữa liền. Thì tặng đi. Rồi mai không quà. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Nhận. Cảm ơn anh. Mà em cũng có một món quà đáp lễ với anh. Là em cũng thích đọc sách á, cho nên em gửi anh một quyển sách. Nên là thay đổi mới có cơ hội. Cảm ơn em. Dạ. Anh cũng đọc sách nhiều nhưng mà hầu như anh sách về chuyên ngành lập trình là nhiều chứ.
Ủa lý do tại sao lại tặng cái nón đó? Cái nón thì ta nữ mà tặng cái nón nhỏ nhỏ gọn gọn thôi, tặng cái nón bự quá vậy? Đó là vừa dành cho nữ ấy. Tại vì nón nó phải đủ cái tiêu chuẩn an toàn để bảo vệ, cho nên thường cái lớp mút nó sẽ dày và nó nhìn sẽ to hơn so với những cái nón mà phổ thông trên thị trường, nó không có đủ độ bảo vệ. Nếu mà có thể quen được thì muốn đi phượt chung với nhau. Wow. Để chở nhau đi chung. Em cảm nhận về món quà của ảnh như thế nào? Em thấy nó cũng dễ thương, nhưng mà có vẻ là nó không phù hợp với em lắm. Lý do? Tại vì em cũng không có thích đi phượt nhiều. Em làm bên du lịch đó, nhưng mà em không có thích đi du lịch lắm. Rảnh rỗi thì em chỉ thích đi xem phim hoặc đi vòng vòng ở thành phố này thôi. Rồi, ok. Bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn trưa cùng nhau để tâm sự với nhau được nhiều hơn nha. Dạ. Mời hai bạn thưởng thức món ăn của nhà hàng Hòn Đất đã chuẩn bị cho mình nha. Đây là món sườn kho, nhìn rất là hấp dẫn nè. Và đây là món gà đi bộ kho xả, nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn. Xin mời hai bạn tự tin lên, vừa ăn vừa tâm sự nha. Em gái hãy tự tin chia sẻ nha cưng nha. Rồi, chúc ăn ngon miệng. Ê, mời em nhé. Dạ là em cảm ơn. Có đủ hết chưa? Dạ có rồi. Em làm bên ngành du lịch nhưng mà sao lại dạng không thích đi du lịch nhỉ? Em làm trong văn phòng thôi, em làm điều hành. Phòng. Dạ. Em có bao giờ đi phượt mà xe máy bao giờ chưa? Hay là... Hình như em chỉ có phượt một lần duy nhất với một nhóm bạn thôi. Đi xa tới đâu lần? Lúc đó là tụi em học ở Cần Thơ á, xong rồi đi phượt lên Sài Gòn ha. À, Cần Thơ lên Sài Gòn, vậy cũng không xa lắm. Dạ. Anh đối với anh thì quãng đường đó là ngắn. Dạ, anh đi phượt vậy thì cái tần suất anh đi á, mỗi tháng là anh đi bao nhiêu lần? Thì trung bình mỗi tháng là một lần. Là đi với nhiều người đúng không ạ? Cũng có đi với nhóm hoặc là đi một mình cũng có nữa. Một mình có. Tùy luôn. Lúc mà có nhóm đi thì đi chung, còn không thì đi một mình. Dạ. Vậy em đi em có thích đi mô tô không hay là thích đi ngồi trên xe hơn? Không thì em vẫn thích đi mô tô hơn, tại vì em bị say xe, em không có đi xe được. Thường em đi về quê là cũng đi xe máy luôn hả? Hay là... Dạ em đi xe đò. Xe đò. Tại vì chị không có cho chạy xe máy. À không cho. Anh không biết uống rượu hả? Uống thì uống được nhưng mà uống rất là kém. Giống như cuối tuần đi xã giao được có, nhưng mà thường anh ít uống. Dạ. Anh thường anh ít đi tăng 2 lắm. Thường tăng 1 là đi xong rồi nói chuyện xong rồi đi về. Chứ không đi tăng 2 với mấy ông. Anh có gì muốn hỏi gì em không? Như anh hơi hiền quá nhát nhát. Có thể thấy là anh rất không biết có chủ đề gì để nói. Ủa, thường em có thích hay đi xem phim không nhỉ? Dạ có. Phim chiếu rạp. Ừ. Chị đã từng vô. Ăn chưa? Nãy giờ có ăn miếng cơm nào chưa? Dạ ăn rồi chị. Ngon. Nãy giờ chị ra ngoài mà chị vẫn thắc mắc là chị tức quá chị hỏi em gái nè. Bây giờ em không thích đi phượt đúng không? Dạ đúng. Bây giờ anh này thì cái sai của anh, cái gu của anh là cuối tuần anh thích đi phượt. Còn bây giờ em không đi. Thì rồi ví dụ hai đứa yêu nhau thì sao? Hai đứa yêu nhau thì em có thể đi được với anh một vài lần chứ không đi được thường xuyên giống như là sở thích của anh. À lúc em đi được thì ok. Ở lúc em không đi được thì em có để anh đi không hay là anh phải bỏ đam mê của anh? Dạ được, anh cứ đi bình thường thôi ạ. Anh đi rồi anh chở cô khác là em ghen không? đừng để em biết là em sẽ không ghen. Trời ơi đừng để em biết. Thường em đi phượt em đi với ai? À em đi một mình. Đi một mình? Có khi nào chở cô nào đi phượt chưa? Chưa. Ê bây giờ mình phải dung hòa với nhau ha. Cổ theo em một ít, em dì cổ một ít, như vậy thì mới hòa hợp với nhau được, được không? Đúng không? Cái đó được hả? Thôi bây giờ cho bốc vài lá bài đi nè. Em bốc trước đi. Thực hiện những yêu cầu trong này nha. Rồi, đọc lớn lên. Hôn lên tóc bạn gái và nói anh yêu em. Để hai chia sẻ cảm giác. Đây là một cơ hội để cho mình có một sự va chạm, tiếp cận nhau. Cho hai bạn có cơ hội gần nhau nhiều hơn, tâm sự với nhau được nhiều hơn. Mạnh mẽ lên. Làm à? Trời ơi, chứ để tôi làm đưa mấy cái lá bài này chơi. Cái này chắc là khó. Đây là thử thách của chương trình. Tại vì bản thân em là khá là cứng nhắc, cho nên nếu mà thật sự chưa có tình yêu gì hết thì em không có làm những hành động đó. Cái này chỉ là cái game mình. Chứ cái này không phải thiệt. Hôn lên tóc, hôn lên trán, hôn lên tay. Thiếu gì cái chuyện để làm. Tự tin bước qua đây. Mạnh mẽ lên, chàng trai của tôi ơi. Đi cho người thấy cái body của mình luôn nè. Cái nào trên tay cho dễ. Yêu cầu là hôn lên tóc mà. Tóc hả? Hôn lên tóc nè. Em gọi đầu rồi.
yêu em. Trời. Dạ. Anh yêu em. Ôi anh yêu em vui vậy? Yêu em rồi luôn rồi đó hả? Anh yêu em rồi luôn hả? Cảm giác của em sao em? Em cảm giác là nó không có thật. Còn em cảm giác sao? Ngại. Ngại. Trời gì toát môi hột luôn vậy? Anh yêu em. Lần đầu tiên tôi nghe em nói một cái anh yêu em mà nó nhanh mà nó nhạt như vậy luôn á. Thôi được rồi, mời bạn gái. À, ôm bạn trai từ phía sau 15 giây và nói hãy ở lại bên em lúc này, không lãng mạn bị phạt. Trời ơi. Rồi. À, đổi được không chị? Không, bóc rồi là không có đổi gì hết trơn á. Hiểu chưa, hiểu chưa, thuộc chưa? Tôi kiểm tra rồi, làm đi, tôi kiểm tra nè. Hãy ở lại bên em lúc này, không lãng mạn là bị phạt. Tôi phạt ghê lắm luôn á. Anh nên có thể đứng lên không? Được không chờ? Được, sống được, mạnh mẽ lên, tự tin lên. Hãy tự tin hơn chàng trai ấy. Đếm giây đi chị. Hả? Đếm giây, có 15 giây hả? 15 giây, 1, 2, 3, bắt đầu. Anh nói không? Hãy ở lại bên em lúc này nha. Có bị nha là được. Tôi định là thấy khô khan quá tôi không chịu. Chữ nha sao rất là dễ thương. Cảm nhận của em sao? Cũng là ngại. Cũng hơi ngại luôn. Ông ôm người ta ông cũng ngại, người ta ôm mình cũng ngại nữa hả? Trời ơi, nó nghe nè, em có thích bạn gái không? Nhưng mà có hả? Có khi nào em nghĩ em thích con trai không? Không. Không, chắc cũng thích con gái. 100%. Dạ. Sao nhát dữ vậy? Gái ôm mình thôi mà, mình đâu có gì đâu mà mình nhát, mình phải ngại. Chung là em thẳng thắn với lại những cái đó, nếu mà chưa phải là gì với nhau thì chưa phải là yêu đương thiệt đó, thì em sẽ không bao giờ có những hành động đó đâu. Thường là em sẽ tìm hiểu sau khi hợp thì em quyết định quen, thì lúc đó mới thường em cũng chỉ nắm tay là cùng lắm. Thường là nắm tay là cùng thôi. Dạ. Em quan điểm như thế nào về chuyện sống thử? Em không muốn sống thử. Ngay khi nào hôn nhân mới có. Thế còn em như thế nào? Dạ em cũng không có đồng tình với việc sống thử. Rồi hồi nãy thử cái vụ mà anh hở lại bên em anh nhé, thì cảm xúc trong người em thấy như thế nào? Dạ cũng hơi ngại chị. Cũng hơi ngại. Ok, chị Tường cho các bạn chơi vậy để cho các bạn thoải mái một chút. Hai bạn rụt rè quá à. Nha. Bây giờ em hát tặng bạn gái một bài hát đi. Em hát dở lắm mà. Kệ nó, chủ yếu là nó vui, chủ yếu là tình tấm lòng. Rồi vỗ tay cho bạn trai đi em. Đoàn quân Việt Nam đi chung cứu. Thôi. Dạ. Ca vô đây, chỗ tình yêu mà quốc ca vô hết hồn vậy. Đừng nói biết có bài quốc ca nha. 2, 3. Đúng rồi, em chỉ biết con bài đó. Thôi đi. Thật ra em không có biết bài hát nào đâu. Biết đọc thơ không? Không. Vậy em biết làm gì? Em chỉ đi phượt hoặc là đi sửa xe, em cũng biết rồi. Xe bạn gái này có hư không? Dạ không. Trời ơi, ổng vậy sao ổng có bạn gái được, khổ tâm quá. Bạn gái tặng bạn trai một bài hát đi cơ. Em làm thơ nha. Rồi làm thơ. Chào anh người lạ kế bên. Chẳng hay anh đó họ tên tuổi gì. Năm nay em độ xuân thì. Gặp anh đôi chút có khi lại gần. Hay là mình kết làm thân. Biết đâu duyên số dành phần hai ta. Vài câu chào hỏi gọi là anh nghe để đó để mà vui thôi. Thôi này ở đâu vậy? Dạ em tự. Em tự sáng tác á hả? Tự sáng tác mà sao không thuộc cho nó lào lào nhường nhuyễn. Không, tại vì em lúc mới nghĩ lúc nãy thôi. Thật ra là câu thơ lời văn ý thơ rất là hay, em có nghe không? Nó rất là phù hợp với chương trình này, là cố tình sáng tác để dành tặng cho cái người bạn tham gia chương trình ngày hôm nay. Giờ chị Tường muốn hai bạn mỗi người nói với nhau một câu nữa. Mình chia sẻ thẳng thắn một lần trước khi chị Tường đưa ra quyết định cho các bạn bấm nút có hẹn hò với nhau hay không. Tới trong lòng thì tại vì có vẻ trước giờ là cũng chưa có thật sự rung động với ai nhiều, cho nên tới bây giờ thì cảm xúc em vẫn là không có gì để thay đổi, không động cũng không có cảm xúc gì hết. Bạn nữ có ý kiến gì không ạ? Dạ thì anh cứ sống với cái cảm xúc của mình, em cũng sẽ có cảm xúc riêng của em. M
mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi mời các bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian rồi. Em đang trôi theo một cái dòng suy tư gì đó. Em đang nghĩ điều gì? Suy nghĩ là thực tế em không có cảm giác, cho nên thì nếu mà em bấm thì nó lại có vẻ như là dối lòng mình quá. Đúng. Em cũng chưa biết. Tại vì cái nút bấm này là nút bấm để hẹn hò. Mình thật sự có cảm xúc mình mới bấm. Thế còn bạn gái? Dạ, tại vì em cũng có cảm giác giống như anh, là em chưa có cảm xúc, cũng không muốn ép anh trong cái vấn đề này. Rồi, mời hai bạn. Dù sao thì Tường cũng cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Và theo như tiêu chí của chương trình, đúng như hai bạn nói, chúng ta phải làm theo cái sự mách bảo của trái tim. Nếu như chúng ta không có cảm xúc thì chúng ta không nên cưỡng cầu. Bởi vì tình cảm nó phải đến từ hai phía. Bởi vì Tường cũng chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình, một cái người nào đó mà khi gặp nhau là các bạn sẽ thấy rung động. Cảm ơn quý vị, hôm nay bà Mai không có hoàn thành vai trò của mình rồi quý vị ơi. Buồn lắm nhưng mà thôi, mình phải tôn trọng cảm xúc của người tham gia chương trình quý vị nhé. Và bây giờ thì các tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Nhân Media. 10 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. 10 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh IPTV. Quý vị nhớ nhấn subscribe để theo dõi nha quý vị nha. Các tôi xin chào và hẹn gặp lại. Mời hai chàng trai của ngày hôm nay xuất hiện. Wow. Tuyệt vời. Được nha, được nha. Mời hai đứa em gái của tôi. Wow. Đừng có la quá, bên đây kích động. Rất thức tha, rất nhẹ nhàng. Rồi, vô vị trí đi nè, hai đứa em gái của tôi. Kính thưa quý vị, và ngay tại giờ phút này thì mình thấy trên sân khấu đã có 4 con người, 2 nam và 2 nữ. Hai bạn nam ngồi ở một cái ghế màu đỏ, một cái ghế màu xanh, và bên kia thì cũng tương tự như vậy. Và tại sao mà các bạn ấy vào ngồi đúng cái màu ghế của mình là do khi các bạn ấy đăng ký, các bạn đã ghi ra là mình mong muốn kết đôi với một người như thế nào. Thì dựa trên những cái tiêu chí của các bạn ấy đăng ký với chương trình về số đo, ba dòng, về chiều cao, về tướng mạo, về tính cách, thì ban tổ chức tạm thời đã phân họ ra thành hai nhóm có thể kết đôi là được với nhau. Tuy nhiên, đó chỉ là cái sự gợi ý của chương trình thôi. Khi các bạn đến đây tham gia chương trình, các bạn đều được cái cơ hội nhân đôi. Không, có thể là chị Tường muốn làm mai cho em cái bạn nữ bên kia ngồi ghế đỏ, nhưng mà em lại không thích là bạn địa cái bạn cái ghế màu xanh. Tùy em, lúc đó là ăn thua cái nhịp đập trái tim của mình. Cho nên bây giờ chưa thấy mặt nhau nhưng phải ngồi lắng nghe cho kỹ nha, tâm bình khí hòa mới cảm nhận được cái đối tượng bên kia. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thông tin cá nhân, ưu tiên cho bạn ghế xanh. Ghế xanh đúng không chị? Ghế xanh nha. Ghế xanh đó nha. Mời ghế em trai nha. Ghế xanh giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt. Xin chào hai bạn nữ bên kia. Xin chào toàn bộ quý vị khán giả đang có mặt trong buổi ngày hôm nay. Rồi, rõ ràng. Em tên là Lê Thái Hà, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm bên kế hoạch sản xuất kiêm giám sát sản xuất. Ngoài ra em còn một số công việc khác như là quản lý nhà hàng, quán cà phê. Cậu về em giới thiệu đi nè. Dạ, em chào hai vị MC và chào hai chàng trai bên đó với lại khán giả. Em tên là Nguyễn Hồng Lan, 25 tuổi. Hiện tại em đang làm giám đốc của một công ty mỹ phẩm về thiên nhiên, tinh dầu và lại dầu gội thiên nhiên. Quê của em là ở Bến Tre nhưng mà em sống ở Sài Gòn cũng khá lâu, cũng được 6-7 năm. Là lên Sài Gòn lập nghiệp. Dạ. Là giám đốc đúng không? Dạ. Giám đốc cái gì Tường ơi? 25 tuổi trẻ mà làm giám đốc sớm quá ha. Dữ lắm á trời.
người ta là mai cái cô áo xanh đó cho anh bên đây, ông ngồi ông tự cười cười, cười tôi rối à. Rồi chàng trai đánh ghê trên ngồi trên ghế đỏ giới thiệu đi. Lần đầu tiên thì cho em xin phép kính chào bà mối, chào ông Mai, chào các bạn và xin chào tất cả khán giả. Trời ơi, này hai chàng trai ai cũng lễ phép quá trời. Nếu lời chào có hấp tấp, xin quý vị bỏ qua. Kính chào cô bác gần xa, từ trong nhà ra phố chợ. Cho dù có duyên hay nợ cũng xin gửi một lời chào. Dù có ai nói ra nói vào cũng xin chào tất cả. Lời chào nghe có đã, xin quý vị vỗ tay. Trời ơi. À, mình tên là Nguyễn Khả Linh, mình 27 tuổi. Mình quê gốc thì tại Cà Mau. Mình hiện tại đang là diễn viên và kinh doanh tự do tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà em thì có kinh doanh lò bánh tét. Lò bánh tét? Dạ đúng. À, là làm chủ luôn? Dạ đúng ạ. Có đại lý trên này bán chưa? Dạ trên đây thì em chưa có đại lý. Trời ơi, làm đại lý luôn đi. Dạ thường thường em chỉ giao sỉ cho mấy đại lý ở các tỉnh à. Bỏ sỉ cho chị đi, chị bán lẻ ra cho. Dạ nha. Đây để bên đây là chấm ra là có diễn viên nè, có lò bánh tét nè. Em có gì em giới thiệu đi nè. Đầu tiên thì em xin được chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường cùng với toàn thể khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Đặng Thị Tú Anh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang hoạt động tại Học viện Đào tạo Nghệ thuật Ái Ngọc. Học viện Đào tạo Nghệ thuật, đó là chuyên về gì? Dạ chuyên về ca, hát và MC. Trời ơi, vậy là trùng nhau rồi. Là có đào tạo nghệ thuật luôn. Luôn không? Dạ có. Có luôn nha, một cái sự trùng khớp nhẹ nhàng ấy Tường ơi. Có làm sao người ta mới kết đôi với nhau chứ. Rồi sao nữa nè, em có cái lò bánh tét hay là lò bánh chưng gì không? Dạ không, em có dừa gạo. Dừa gạo Tường ơi. Trời ơi, không có gạo sao làm bánh tét bánh chưng. Trời ơi, hay quá vậy. Phải không? Rồi, dừa gạo ở đâu? Quê dạ, em. Quê em ở Đồng Tháp. À, và đặc biệt là nhà em bán nếp nhiều á. Bánh tét thì cần có nếp á. Trời ơi. Không ấy, em cho cái cặp đôi này ra bấm nút luôn đi, mình khỏi mai mối nữa. Tôi quay là cặp ghế xanh nè. Tên Hà phải không? Dạ em tên Hà. Tên Lan phải không? Đi Hà Lan chơi không? À, trời ơi. Vậy đi. Rồi. Hà. Dạ. Điểm mạnh của em là gì Hà? Dạ theo em nghĩ điểm mạnh của em là người vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác. Thứ hai em biết nấu ăn, biết pha chế. Wow. Dạ, thứ hai em có thể là đảm nhiệm được công việc nhà. Biết giặt đồ, lau nhà, quét nhà vậy không? Dạ, biết cái đó thì giặt đơn giản. Giặt đồ sạch không? Dạ, sạch chứ. Yên tâm đi, giặt không sạch thì chị cũng tài trợ cho em bột giặt cho anh ha. À, dạ. Đồ sạch luôn. Dạ. Yên tâm. Dạ. Để... Lá và giặt vô dạ. Một lần luôn. Dạ. Tuyệt vời không? Dạ, quá tuyệt vời. Điểm yếu của em? Dạ, em nghĩ em hơi nóng tính chứ. Tại vì... Trời, làm quản lý mà nóng tính hả? Dạ, cũng phải nóng tính chứ chị. Mỗi lần mình nóng tính lên là sao? Nóng tính thì có cái thì em la tí rồi em quay đi thôi để khi hạ cái cơn nóng xuống. Mà thường là tự lên là tự xuống hay sao? Dạ tự lên tự xuống. À có thể điều khiển được cảm xúc của mình đúng không? Bây giờ bên đây giám đốc mới lên tiếng nè. Điểm mạnh điểm yếu nè. Vì sao lại cô đơn cho tới giờ này? Điểm mạnh của em thì tự lập trong kinh tế với lại biết nấu ăn rồi làm việc nhà này nọ. Nhưng mà điểm yếu của em là chắc tại em ưa ghen với lại hay lèm bèm. Chà, nói vậy là có một cái bề dày về những cuộc tình trước á ha. Vì sao tới cô đơn vậy? Do em còn bị tổn thương về cái mối tình đầu nhiều quá với lại lo làm nhiều quá nên chưa có sự tập trung vào tình cảm nhiều. À, em trải bao nhiêu cuộc tình rồi? 2-3 gì đó. 2-3 mà còn tổn thương tới mối tình đầu là khúc nào khúc đầu trời? Cái nào là cái đầu? Cái đầu tiên là hồi đó còn nhỏ mới lớn. Là bị tổn thương tới giờ luôn hả? Nhiều mới lớn là nhiêu? Là hồi đó chắc cũng được 17 tuổi, 18 tuổi rồi. Ừ. Quen anh đó cũng được mấy năm. Quen mấy năm, quen được mấy năm? 5 năm. Trời ơi, 5 năm mà sao chia tay uổng vậy em? Hồi đó cũng thương anh lắm rồi. Cái ảnh đi nghỉ vụ rồi cũng đi tới đi lui mà về cái gia đình ta không có chịu. Mối tình đầu đi đâu nè? Đi cưới vợ rồi, đi cưới vợ rồi. Đi cưới vợ rồi. Thôi em ơi, người ta đi cưới vợ rồi mình bỏ đi em ơi. Nha, mình đừng có nghĩ tới nữa. Mình phải có một nguồn gió mới. Đây nè, nghe cái nguồn gió mới bên kia nè. Bên kia có chuyện tình gì không? Kể nghe đi. Dạ, em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi. 3 mối tình luôn. Lúc học cấp 3 thì chỉ có mối cảm nắng thôi. Tình yêu mới nhú ra ha. Chưa nắm tay luôn. Kiểu là cái tình cảm, cái nhắn tin qua lại thế thôi. Trời, mối tình giữa thì sao? Mối tình giữa của em thì năm 2015 ấy giờ. Ừ. Quen cũng được trong vòng 1 năm thôi. Nhưng mà tại vì cái quan điểm tôn giáo em nghĩ là cái tình yêu giữa hai người cũng không đủ lớn nữa thì không chưa vượt qua được. Dạ, chưa vượt qua được. Rồi cái ba cùng cách đây 2017 bạn ấy đi Nhật, bạn đi luôn mà không về nữa. Dạ. Bây giờ qua cặp kia Linh Khả Linh, sao con tên giống tên con gái quá vậy?
Tên em ai cũng nói giống gái, điều quan trọng cái người mình men là được chị. Men không? Men dữ lắm. Men dữ lắm đúng luôn hả? Lắm luôn. Trời ơi, men dữ lắm luôn. Em tò mò liền luôn á trời. Men dữ lắm luôn. Chào anh đại ca. Trời cũng men đó ha. Bây giờ men thì men giới thiệu đi men. Cái điểm mạnh của em thì ngoài đẹp trai chứ không độ ra, đẹp trai chứ không độ ra thì em không còn điểm mạnh gì. Tự tin là một cái tính của một người nghệ sĩ. Em thấy thế mạnh của em là mạnh lắm luôn rồi đó. Trong tình yêu thì em rất là chung thủy và rất là biết quan tâm. Sao em biết em chung thủy? Tại vì khi mà em yêu ai á, cho dù em có dễ làm quen với các bạn khác, em có dễ bắt chuyện nhân dân mà mình không có nghĩ xa hơn nữa, chỉ đầu chỉ nghĩ đến người yêu mình của mình thôi. Em có mối tình nào chưa? Dạ em đã chạy qua được 2 mối tình. Em chia tay họ hay là họ chia tay em? Thường thì là cả hai đều thống nhất là chia tay nhau. Trời, tình yêu mà có thống nhất nữa ha. Mới đầu thì do là quan niệm của hai nhà không hợp nhau. Tại khoảng 4 năm trước thì lúc đó em còn quá trẻ, mình cảm thấy sự nghiệp mình chưa có vững vàng, mà bên gái lại muốn một cái gì đó là cho nó ổn định hơn cho bạn nữ, có nghĩa là muốn kết hôn hoặc là muốn đính hôn trước. Em chưa muốn. Em thì chưa muốn. Rồi, cái mối thứ hai. Mối thứ hai thì là quen chỉ được có vài tháng thôi. Sao mong manh quá vậy? Cái mối thứ hai thì giống như là vội vã yêu vội vã rời xa vậy đó. Như cả hai đến với nhau rồi cái mới bắt đầu làm quen. Đến rồi mới làm quen. Đến mới làm quen. Cái từ đến nó hơi rộng nha, đến là đến đâu? Đến là đến dữ dội luôn. Đến dữ dội luôn. Dội. Em gái ơi. Dạ. Em nghe chàng trai bên đây có bạn gái trước mà đến một cách dữ dội, em thấy sao? Em thấy hơi sợ. Đó trời ơi, sợ rồi. Em gái tôi sợ. Đây, không có gì sợ hết. Sợ vẫn sao tự cưng? Tin. Sao cưng? Từ trước giờ là em chỉ có những, nói chung là những mối tình gà bông ngây ngô thôi ạ. Vậy là chị nghĩ là em hợp với cái bạn nắm tay. Em cũng đang lắng nghe là hai bạn nam chia sẻ như thế nào. Rồi vậy có điểm mạnh. Đầu tiên phải kể tới là ca hát. Bên cạnh đó còn có nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, thùy mỹ nết na, nhân hậu. Ui, trời ơi, chị thấy cuối cùng là quay trở lại là chị thấy em lại bắt đầu hợp với anh Linh rồi đó. Kiểu như là hai người bất chấp luôn đó, coi như là tự tin một cách ghê gớm luôn á. Không, bây giờ nè, hãy hành động đi, hát hò. Hót đi, tôi về đây tôi nghe. Và em sẽ gửi tặng đến tất cả mọi người một đoạn trong ca khúc Nàng Thơ. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió, làm chiếu lên đôi tay những vết hờn. Tiếng yêu này mong manh, giờ tan vỡ thôi cũng đành. Xếp riêng những ngày tháng mộng mơ, trả lại em. Dạ, em xin hết. Quá trời luôn. Ngày hôm nay em tới với ai? Em tới với mẹ của em. Bé chào, ơi. Chào bác. Cô là mẹ có bé Tú Anh. Dạ. Cô tính từ Đồng Tháp. Xin chào chương trình và chào hai MC. Hôm nay thì cô thấy hai cháu trai đây thì cũng dễ thương, cũng thấy cũng được. Cháu Linh đó thì chắc cũng có hợp với gia đình cô, chút đỉnh. Nhưng mà cô nói đây thì nó hợp chị, nhưng mà ăn thua hai đứa trẻ. Rồi, con cảm ơn cô, hợp rồi đó. Em đi với ai? Dạ, em hôm nay em tới chương trình với em gái của em, cũng là người đăng ký chương trình cho em luôn. Đâu em gái em đâu? Dạ, em chào chị Cát Tường và chú Hứa Minh Đạt. Chú Hứa Minh Đạt, chị khán giả. Vỗ tay mọi người ơi. Dễ thương hết sức luôn. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Sao vậy Đạt? Nhói lòng em Đạt. Em bị vấp ngã. Sao vậy em? Sao có cái sự chế mới đó cho anh Đạt vậy cưng? Dạ tại vì thấy chú để râu. Trời, lại chú để râu nữa. Con bé hay quá trời. Em nói tiếp đi em. Em thấy hai anh thì cũng đẹp trai á. Nhưng mà em thấy cái anh Hà, anh hợp với chị hơn. Nhưng mà anh phải chịu được tính của chị em nha. Tính chị em sao? Chị em nói nhiều lắm. Sao trả lời em? Không sao, anh sẽ là một chỗ để em, chị em có thể tâm sự mọi lúc mọi nơi. Dạ. Rồi bây giờ Linh nè, Linh đi với ai đâu? Hôm nay thì em đi với hai người em đồng nghiệp trong nghề. Dạ, lời đầu tiên em chào chương trình với lại chào hai MC. Thì em thấy chị ghế đỏ hợp với anh hơn. Chị ghế đỏ hợp anh hơn. Có ý kiến nào khác không? Em nói áo trắng. Trước mắt em đang là hai chị rất là xinh đẹp. Wow. Và đặc biệt là người đang ngồi cùng chiếc màu ghế với anh có một dung mạo
cực kỳ có tướng phu thê với anh. Trời ơi, nhìn sao hay vậy ta? Phu thê hả? Ờ ha, nó cũng có đó nghe. Em mời bạn đồng nghiệp đi hay là mời thầy bói hay thiên tướng không vợ có lộn vậy? Nãy giờ người ta nói cặp kia phu thê. Dạ. Kệ. Mình vẫn tâm bình khí hòa, nhớ không cưng? Em mình tâm vẫn bình tĩnh. Tâm vẫn bình tĩnh. Bây giờ mình đi với em trai phải không? Dạ, em đi với Sơn, em đồng nghiệp. Em đồng nghiệp. Dạ. Chào Sơn. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Hứa Minh Đẹp. Chào Sơn. Dạ, em chào tất cả mọi người đang xem trường quay và hai chị. Anh Hàng là một người rất là vui tính, đặc biệt là rất là hòa đồng với mọi người, yêu thương gia đình và bạn bè xung quanh. Hai chị gái bên này thì rất là xinh, chị nào cũng xinh hết, ai thì cũng hợp được. Nhưng mà nhịn lên một chút thì có chị Lan, có tướng rất là hợp với lại anh của em. Nói chung là nhìn sơ sơ thì tuyệt vời. Tuyệt vời luôn rồi. Tôi thấy hai chàng trai đây không biết làm sao, chứ tôi thấy ba anh ở dưới là anh nào cũng có cô để chấm hết trơn rồi đó. Thấy chưa, thấy đàn gái lên giá chưa? Ý kiến chỉ để tham khảo. Giờ người trong quan cuộc trọng là người trong cuộc. Người trong đó. Cuộc. Cái mẫu người lý tưởng của em muốn là người như thế nào hà? Em chỉ cần bạn gái cao tầm khoảng mét rưỡi trở lên là được. Mét rưỡi đến mét sáu trở lên. Có nha. Có không? Có. Mét cao nhiêu? Mét rưỡi đến mét sáu là được rồi. 58. 58 nha. 58. Rồi bé kia là cao nhiêu? Em cao 1m63. Trời, con như là bắn qua đây hai mũi tên luôn. Ừ, sao? Bây giờ mẫu người của em sao nè? Anh cao trên 1m65. Nói chung là thích đi ngao du với em, là giống như hay đi chùa đi chiền với em vậy đó. Thế là tại em hay đi chùa lắm. Mẹ em là thích, rất thích đi chùa luôn, phù hợp với mẹ em luôn. Với lại phải chịu đựng em. Lâu lâu em kiểm tra điện thoại chút đỉnh thôi à. Không kiểm tra điện thoại nữa nha. Không, em cho Zalo, Facebook mật khẩu luôn cũng được. Trời ơi, hay quá. Kể bên vấn đề đó bình thường. Em được cái thoải mái. Rồi, em sao nè? Em thì không có hình mẫu lý tưởng đóng khuôn, nhưng mà em sẽ thích một bạn cao hơn em. Vẻ bề ngoài có thể trao chuốt một chút xíu. Còn về tính cách thì phải điềm đạm, khiêm tốn, chu đáo. Điềm đạm, khiêm tốn, chu đáo ấy ơi. Ui. Nó mặc vô tường rồi. Ai cũng đều có mẫu người lý tưởng rồi đó tường. Thời gian trao đổi cũng đã hết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới cái giai đoạn cũng quan trọng cho các bạn chạm mặt với nhau, để trò chuyện với nhau. Ở bên kia ông Mai sẵn sàng chưa? Mọi chuyện đã ổn lành hết rồi. Ổn rồi thì chúng ta hãy mở cửa trái tim thôi. Mở cửa trái tim thôi nào bạn. Ồ, được. Cảm nhận thôi nào. Cảm nhận thôi nào. Wow. Lần đầu tiên ánh mắt nhìn nhau. Không cưỡng lại được. Nói đi, bốn bạn mình lớn rồi, mình trưởng thành rồi. Cảm giác của em khi mà nhìn thấy bạn như thế nào? Thôi đi về. Đi về luôn lại bảo táp phòng mà. Mình phải dùng con tim nha. Anh ơi, không có vội. Phải nhìn con tim nha. Sao? À Hà. Dạ. Cảm nhận như thế nào khi mà cánh cửa trái tim mở ra? Em thấy hai bạn xinh gái quá cho nên em phải định hình lại tim. Rồi định xác đi. Định lại nè. Có hình chưa? Dạ có hình rồi. Sao hình mẫu đó? Hình nào? À, mẫu hình bạn áo trắng. Áo gì vậy? Ủa gì kỳ vậy? Dạ. Ủa gì kỳ vậy? Thì con em mách bảo theo thường mách bảo của con tim em. Hay lắm. Thì bây giờ đã mở cửa rồi. Thì hồi nãy là một cái game vui thôi. Một game gọi là hoán đổi thôi. Chứ thật ra cái vị trí đó là như thế này nha. Trả lời vị trí cũ. Rồi thôi mình nói cho hai bạn nữ rồi nãy giờ nhà đàn trai có vẻ là hơi lấn át nhà gái. Hơi quá. Lấn át quá. Tôi chưa nghe rõ những cô gái của tôi nói nhiều về cảm xúc. Cảm xúc em sao cưng? Trong lòng hơi bị bể hả chị? Bể hả? Lại tổn thương em. Khoan nhìn em thấy quen lắm. Cho anh hỏi tí xíu, phải cha em làm nghề kim hoàng không? À, dạ không. Nhà em có ai làm nghề kim hoàng không? À, dạ không luôn. Ủa sao trong em đẹp như một viên kim cương vậy? Trời ơi! Trời. Nhà em thì không có làm kim hoàng nhưng mà được mẹ em mài dũa. Ôi, mẹ mày dũa. Bây giờ tôi nói nghe nè, ông đừng có cố nắm níu vậy đó. Tôi nghĩ mình đã làm sai, mình phải nhìn nhận vô cái sai của mình. Tôi nghĩ là ông nên nói lời tạ tội đi ông ơi. Ê, đi đâu mà xách quá trời bánh vậy cha? Anh tặng em. Rồi, anh đặc biệt dành tặng em. Cái đòn bánh này là chính tay anh gói. Cũng may á, em là một đứa rất là mềm.
đam mê ăn uống. Ý là cái đòn kia là ở nhà gói, còn đòn này em gói. Đúng rồi, chính tay em gói. Đây là màn xin lỗi của Linh dành cho Tú Anh đúng không? Dạ đúng ạ. Bây giờ mời em qua xin lỗi bạn làng. Xin lỗi sao khác bên đây nha. Còn ngày ngùng thì không dám yêu anh em ơi, dấu đam mê đã vương đôi môi rồi. Người còn ngày ngùng anh say đắm bao đó hoa. Ủa, gì kì vậy? Để trái tim ai lạnh ra. Khi trao con tim đến cho anh, rất mong được tình anh để đời thôi xót xa. Em không như hoa sẽ tàn úa theo tháng ngày, cơn yêu đương này vĩnh viễn. Vì thế anh mong ta xa nhau để lòng anh yêu thương em một mai. Đang trên đường đời hai lối. Nếu sống bên anh nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng dáng khác. Ủa? Tim em sẽ đau. Người ơi, anh đã hiểu tình em. Chị hiểu em luôn, em về chồng không? Chị phải nghe rõ cái lời nha chị. Thôi cũng được, dù sao bạn ấy cũng chân thành. Dạ. Em có món quà em xin gửi tặng hai bạn nữ ha. Rồi. Dạ. Dân doanh nghiệp phải không? Rải đều luôn. Dạ. Trời ơi, con nhận. Anh tặng em cái món quà này là nó có thể trò chuyện lại với em nhưng mà nó nhắc lại lời em thôi ha. Khi nào buồn mà không biết nói với ai á, anh bận chẳng hạn, thì em có thể nói với cái xương đồng này ha. Wow. Em cảm ơn anh. Anh cũng tặng em luôn ha. Dạ, em cảm ơn anh. Thì bạn nam bên kia cũng hát thì em cũng chắc cũng phải là có một cái. Đúng rồi, hát em đứng thì... đây em hát. Hát dạ. Đứng bên cạnh đây hát dạ, nè, à, đừng quay rồi. Về không? Đó. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng. Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh xin cảm ơn cuộc đời này, đã mang em về bên mình để rồi. Một sớm mai, khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với anh một câu sẽ đi đến tận cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta vẫn sẽ không xa rời. Trời ơi, hay quá. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rửa hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Các bạn đều là những bạn trẻ. Ở đây nhìn lên là thấy cả bốn bạn. Thật sự tôi thấy là ai cũng có thể hợp với ai. Thì bây giờ quan điểm một chút xíu về tình yêu, về cái chuyện ghen tuông đi. Thì không biết là Lan. Nãy Lan nói Lan rất là ghen. Không phải ghen là mình làm ầm ầm, mà cũng không phải là đụng gì mình cũng ghen. Với em giống như là anh ghẹo người khác đừng để em thấy. Anh nói chuyện với người khác đừng để em thấy. Anh có chụp lỡ chụp chung mà ôm yêu ớt anh cũng đừng để em thấy nha. Vậy là anh được chụp hả mà anh giấu em là được à? Đúng rồi. Giống như khuất mặt khuất mày được rồi. Được rồi. Đừng chụp ra trước mắt nhìn chịu nổi. Em mà giận lên á, em không xài cây xương gồng giả này nữa, em xài cây xương gồng thiệt luôn á. Wow, đó là một hình thức ghen. Thế còn em, trong cái ghen thì em ghen như thế nào? Em đã yêu thì em sẽ tin tưởng. Với đã yêu với em thì người ta sẽ không bao giờ đi với người khác. Mà đã đi với người khác rồi thì họ không còn tình cảm với em nữa thì thôi, mình cho nhau hai lối đi. Em rất là tự do thoải mái trong tình yêu. Thì em cũng không thích mà bị ràng buộc quá. Em thích là quan tâm nhau bình thường thôi, rồi sắp xếp thời gian để gặp nhau. Rồi, còn em gái? Có lẽ là công việc của em với anh Linh đó là khá là giống nhau. Cho nên là quan điểm về cái chuyện tình cảm cũng giống giống vậy. Vậy hả? Em không muốn quá là gò bó nhau. Với lại em cũng hay kiểu chấp nhận lý do. Cho em có cái lý do là được. Cho em hỏi một câu là điều gì mà của người bạn gái á, sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ nhất? Anh cảm thấy vui nhất là khi bạn gái của mình vui. Là mình cảm thấy vui rồi. Khi nhiều khi mình đang làm gì đó, mình đi làm về mình mệt mỏi gì đó, chỉ cần thấy một nụ cười tươi thôi là lúc đó anh quên hết bao mệt mỏi. Ok anh Dingo, đáp án của em rồi đó. Em muốn đọc một câu hỏi cho anh là, tại vì em cũng làm trong nghệ thuật, cho nên là cái điều gì mà anh cảm thấy khó khăn khi mà bạn gái mình làm trong nghệ thuật à?
Anh nghĩ nếu mà làm nghệ thuật á, thì chắc anh nghĩ về cái thời gian nó có không cố định. Cho nên nếu mà người yêu anh ở trong nghề là thì anh cũng rất là thông cảm cho nó. Tình yêu á, thì không ai hợp với ai cả. Mình chủ yếu là mình xây dựng với nhau thôi. Mình cố gắng vun đắp cho nhau thôi. Anh là quê ở miền Trung á, thì không biết là cái quan điểm của gia đình em về yêu ở khác miền thì như thế nào? Gia đình em không có quan niệm là phải miền nào hết. Quan trọng là em có thật sự tìm được niềm vui ở người bạn trai hay không. Với lại em cũng thích làm, muốn làm cho người lớn vui á, cho nên là em khá là chiều. Em cũng có khả năng là làm cho người khác vui, cho người khác thương em. Cho anh ngưng xíu thôi, để bé Lan nghiến răng quá rồi. Em à, bình tĩnh. Hồi nãy người ta đã nói rồi, là sao? Làm gì làm, sau lưng đừng có ngồi trước mặt người ta. Mà nghĩ sao mà ngồi trước mặt người ta mà. Hỏi thăm rồi. Cũng một câu hỏi đó em cũng muốn hỏi chỗ Lan luôn. Ba mẹ em thì người miền Tây mà cũng rất là dễ, không có chấp nhất. Nhưng mà anh về nói chuyện với ba mẹ em là anh có thay đổi được cái giọng nói, là phải nói cái giọng nam để cho ba mẹ em hiểu không? Thí dụ anh nói vậy là em nghe không? Nghe, ba em thì chắc nghe được. Tại ba em đi đi làm gặp nhiều khách hàng thì chắc có thể châm chế. Nhưng mà mẹ là không có nghe được. Trời, em yên tâm đi em. Miễn là thằng rể đó yêu thương con mình là ba mẹ đồng ý à. Nói chung là cái phần tìm hiểu nhau như đó thôi. Bây giờ nè, mấy bạn này mấy bạn trẻ. Trẻ thì mình tương tác với nhau không có ngại ngùng gì hết. Thay vì bình thường mình cho lên nắm tay đồ ha, để mình coi có cảm xúc có điện truyền qua hay không, để mình test lại cái cảm xúc. Bây giờ chị cho em chơi một cái mini game. Dám chơi không? Chơi. Anh đại diện cho đàn gái. Chơi đàn trai ơi. Chơi sợ à? Chơi. Trên tay của Cát Tường hiện tại đó là hai dây kẹo tẩm đường rất ngọt ngào như hương vị của tình yêu. Mỗi bạn sẽ ngậm một đầu và thi hai đội có đội nào ăn hết cái sợi dây này trước đội đó chiến thắng, được không? Chiến thắng sẽ có một phần quà đặc biệt từ ông Mai. Rồi, một hai ba, ăn đi. Ai ăn trước thì cái gì vậy, lụm lên, bậy bạ quá, nhanh lên. Sao cắn nẻ vậy? Nó dễ vỡ, nó em mong manh à, vậy. Mình phải níu giữ mối quan hệ này chứ. Đừng nên đứt gánh. Bên kia người ta nhai ngon nhõm nhẽm ngon rồi kìa. Từ từ thôi nè. Ăn liên tục mà cứ ăn. Thì đâu có, thằng này nó ăn nãy giờ rồi, chị thấy mà. Vậy anh ăn hết thì em đi. Không, nhưng mà em cũng phải ngậm anh đứt dây là thua. Ăn đi, để tôi qua coi bên đây coi. Cái này tượng trưng cho mối quan hệ của mình đó. Đừng nên dục tóc. Bên này ổn nè, bên này ổn nè. Bên này đó, từ từ đang tiến sát gần nhau rồi nè. Nè lên. Ôi, không ăn đâu. Em nhìn. Bây giờ em không ăn đi. Cà Lâm cái gì? Em không ăn thì em ngậm đi để cho ảnh ăn. Thôi em. Sao vậy? Sao Cà Lâm luôn vậy? Nè, cái mối quan hệ tôi càng ngày càng gần rồi nha. Ủa sao bên đây Cà Lâm luôn rồi? Hả? Em nghe em gì? Em nhìn. Cái gì vậy? Cái cà. Ủa sao bòi Cà Lâm luôn vậy? Dũng gì? Hả? Em nhìn cái miệng của anh. Cái miệng sao? Cái miệng ta dễ thương mà. Trời, bé bị gì vậy? Em nó không vô. Hả? Sao? Đó cái miệng. Được. Đem lại nụ cười cho bạn nữ rồi. Còn bên đây sao? Tuyến tới đây là ngưng lại luôn rồi. Không phải, em bị hạ đường. Cái này nó chua. Ủa sao bên đây là ngọt quá, bên đó là chua quá? Rất là chua. Nãy giờ là không ăn kẹo. Bây giờ đưa tay ra cho anh nắm coi. Giờ mới chạm nè. Coi điện có truyền qua không? Rồi. Anh chị nhẹ nhẹ nha, giật em xỉu. Được anh rồi. Đỡ. Khi nào giờ mới được nắm tay? Nắm đi. Cầm tay nhìn vô mắt nhau 10 giây nha. Nói thử coi có Cà Lâm không? Anh ơi, anh thấy em sao? Anh ơi. Hơi. Anh thấy em sao? Em... em rất là xinh đẹp và tài giỏi. Thì anh hy vọng em sẽ về cùng anh. Chắc cú luôn vậy hả? Chắc cú luôn. Không có suy nghĩ gì nữa hả? Không cần suy nghĩ. Trả về, trả về. Em có muốn nói gì em Linh? Trước khi mà đưa tới thời khắc quan trọng là không còn nói gì nữa. Chuẩn bị đến đoạn bấm nút rồi đó. Em thì cũng không biết nói gì hơn. Nếu như mà bạn nữ nào mà cảm nhận cái sự chân thành của anh thì bấm nút chọn anh. Anh cảm ơn nhiều. Bạn nữ nào luôn? Bạn nữ nào luôn, rồi. Ha. Dạ. 30 giây dành cho em để nói cảm xúc của mình hoặc là muốn nói gì đó. Với anh á, tình yêu nó đơn giản lắm. Chỉ cần bấm nút ra mình ra về thôi. Thì hãy bấm nút với anh nhá. Anh ai bấm nút với anh nhé. Dạ, thì ai cảm nhận được cái tình yêu cái tình cảm chân thành của em thì người đó sẽ bấm nút. Hai cô gái
có muốn phát biểu gì không? Mời em Linh. Em cảm nhận được sự chân thành của anh Hà. Còn thật ra anh Linh cũng rất là chân thành, tại vì anh luôn tạo ra tiếng cười cho tất cả mọi người. Thì đó là một điểm rất là tốt của anh. Em thì hơi dài dòng thì nếu mà anh nào chịu được cái sự dài dòng của em á thì hãy bấm nút chọn. Các bạn đi vòng vòng không á? Em thì cũng đơn giản nhưng mà có cái tánh nó hơi khó chịu tí, nhưng mà em sẽ thay đổi được. Nếu mà anh nào thích em á thì cứ mạnh dạn. Rồi, bao nhiêu đó thôi. Và bây giờ sẽ đến tới thời khắc quan trọng, giây phút khoảnh khắc quyết định. Thưa các bạn, mỗi người hãy đặt tay vào hai cái nút bấm của mình, một nút màu đỏ, một nút màu xanh. Mình bấm cái nút màu nào là tương ứng với mình chọn cô gái hoặc là chàng trai ngồi trên ghế đó. Hoặc các bạn có quyền không bấm nút nếu chúng ta không cảm thấy rung động với bất kỳ một ai. Hãy suy nghĩ thật chín chắn, ghép đôi thần tốc. Đây là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1 Nữ công gia chánh, tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Ngoài đẹp trai với phong độ ra thì em không còn điểm mạnh gì nữa. Ưa ghen với lại hay lèm bèm. Em rất là xinh đẹp và tài giỏi. Một tràng pháo tay cho cặp đôi trên cặp ghế màu xanh. Bây giờ nguyên tắc là khi mà đã bấm nút hẹn hò với nhau là phải hôn nhau. Mời hai bạn. Bạn nữ hôn em. Đó là tùy hai bạn tự thỏa thuận với. Hai người hôn nhau luôn cũng được. Vậy anh hôn tóc em đi. Đầu gội chưa? Gội rồi. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì cặp đôi thành công nhận một phần quà, đó là chiếc điện thoại Realme chụp siêu nét, sạc siêu nhanh. Wow, quá dữ. Và thật ra thì hai bạn không thành đôi cũng có một món quà, đó là mỗi người một chiếc điện thoại Realme. Đây, tặng cho em. Đó, tặng cho em. Và chương trình xin gửi tặng cho hai bạn, đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước uống thảo dược Thổ Phục Linh từ công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam Vinahealth. Và đây nhãn hàng bột giặt John 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một, tặng mỗi bạn một combo bột giặt Choi. Yeah. Đây, xin mời. Hay quá, đây, tặng cho em luôn. Kính thưa các bạn, và đặc biệt hơn nữa là nếu như mà cặp đôi đã bấm nút hẹn hò trong ngày hôm nay mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được tặng 1 năm sử dụng bột giặt Choi. Nếu như các bạn đang còn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, hãy mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách là tải và cài đặt ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất quý vị nha. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Choi 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một, đã đồng hành cùng chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chúng tôi nha. Và kính thưa quý vị, hãy đừng quên đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Các cặp đôi cũng khá là dễ thương đúng không nè. Bây giờ thì mình sẽ chụp hình selfie của mọi người. Hello, xin chào các bạn. Vừa rồi thì chúng ta đã có được một cặp đôi rất là hoàn hảo trong cái đôi thần tốc đúng không ạ? Không biết là cảm xúc của họ sau khi mà xuống sân khấu, khi mà không còn có đông người nữa thì sẽ như thế nào đúng không? Rồi, hãy cùng theo dõi mình để có thể tìm hiểu nha. Thôi từ từ, chị mới gặp mà chị làm em quá, em như gung em cà lăm giống hồi nãy nữa. Vui sao không nắm tay? Thì mình, nhưng mà vui nó không có dính với mắc cỡ, nắm tay là bị mắc cỡ. Còn bạn trai sao, cảm xúc của
bạn sao? Dạ em thấy cũng vui chị, rất là vui luôn. Hôm nay chung lên đây là chương trình tạo điều kiện cho để tìm một nửa của mình. Thì nhờ chương trình nhưng mà sau này thì còn phụ thuộc vào hai em nữa. Dạ, cho nên nhưng mà hôm nay có làm quen được Lan là một niềm hạnh phúc rất là lớn rồi. Rất là vui luôn. Dạ. À dạ có chứ, dặn bạn đi ăn chứ, đi ăn rồi mới về chứ. Vui ạ. Tại sao không đồng ý vậy? Thật ra là có một vài điểm ở bạn nam em cảm giác chưa có chắc chắn lắm. Ví dụ như em thích một người điềm đạm nè, khiêm tốn, nhưng mà em cảm giác bạn đó hơi năng động một chút xíu. Ngoài đẹp trai với phong độ ra thì em không còn điểm mạnh gì nhiều. Cho anh hỏi tí xíu, phải trai em làm nghề kim hoàng không? Dạ không. Nhà em có ai làm nghề kim hoàng không? À, dạ không luôn. Ủa sao trong em đẹp như một viên kim cương vậy? Trời ơi là trời. Nhà em thì không có làm kim hoàng nhưng mà được mẹ em mài dũa. Thì em thì lại sợ giống như là người ta năng động quá mình sẽ không thể nào theo kịp. Dạ đúng, mình không đi theo kịp. Nhưng mà có khi nào em nghĩ là bạn nam đó năng động thì sẽ tạo cho em một cái sức mạnh khác không? Dạ tại vì nếu như mà sau này em kiếm một người bạn dạ, tại từ đầu em đã có gu sẵn á. Từ nhỏ đến lớn em chỉ luôn luôn thích một bạn nam ít nói, kiệm lời chứ không phải là ít nói. Mà cái lời nói thì sẽ giống như là luôn luôn kiểm soát được, không có phô trương quá. Thì em sẽ thích những người như vậy hơn. Vậy lần sau đến đăng ký tham gia chương trình và đăng ký là một anh chàng thật là điềm tĩnh. Dạ. Trai hơn. Dạ. Hy vọng là chương trình sẽ giúp em tìm được một chàng trai như vậy. Vậy là hẹn gặp em lại vào một chương trình khác. Dạ, anh cảm ơn chị.